Titi ơi, hai người đâu rồi? Có trong nhà tắm không đây? Đâu ơi, Titi ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, hai đứa này. Mẹ con tắm. Tắm hả? Trời ơi. Mẹ con nào? Trời ơi, đem cả cái thùng xốp này vô cho em đi tắm luôn. Tắm mà không có cởi áo ra rồi Titi ngồi xuống đây đi, mày tắm cho. Ngồi chơi chờ mẹ tí nhá. Nào gấu, cởi áo ra mẹ tắm cho nào. Cái dây cột tóc cũng không cởi ra để mà gội cái đầu luôn chứ. Ra đi tắm thì kêu mẹ tắm cho. Nào ngồi xuống mẹ gội đầu cho nào. Ngồi qua lại đây. Cởi dây cột tóc ra gội đầu nhá. Đi ngồi chơi đi chờ mẹ tí nhá. Đi ngồi vào đấy bơi thích không? Hả? Cái đấy rộng hơn cái chậu của đi tắm nhỉ. Nào, ngửa cổ ra nào. Nào con ngửa cổ ra. Ngửa cổ ra. Ngửa cổ ra chứ. Để mày lấy khăn mày lau cho. Ngửa lên nhìn lên là không bị nước vào mắt. Con nhìn xuống mới bị nhiễm vào mắt đấy. Tì nhoi 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 kìa. Lêu 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 tì cửa trường. Lêu lêu tì cửa trường. Rồi, để mẹ tắm lên đi nào. Để cái tay ra mẹ rửa tay cho. Úi con, đừng đổ vào người mẹ ướt lắm. Mẹ tắm quá.
rồi. Đi có bơi nữa không? Hai chị em tắm lâu chưa? Bây giờ đi lên nhá, đi vô nhà nhá. Tí có đi vô không hay là tắm tiếp? Ôi dồi ôi, ướt hết mẹ rồi. Có đi vô không? Đi vô hay là bơi? Hả? Để mẹ cắt đồ lên là đi vô thôi nhá. Cắt tắm lâu rồi thì mẹ không nhìn mẹ chơi là tắm lâu rồi đúng không? Đi vào nhà.